Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với phần phỏng vấn của Đấu trường danh vọng mùa đông năm 2023. Quý vị thân mến, khi mà Team Flash vẫn còn đang đánh phần hai từ tiếc nuối, thì Hắc Queen Sports cũng đã viết xong hai chữ chiến thắng. Ngày hôm nay quả thật là một ngày thi đấu rất mãn nhãn với các thành viên của Hắc Queen Sports. Không để quý vị khán giả phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau làm một màn phỏng vấn với Hắc Queen Shin. Em chào anh ạ. Xin chào mọi người, mình là Hắc Queen Shin. Xin được chúc mừng đội ngày hôm nay đã có được một chiến thắng rất đẹp trước đối thủ là Team Flash. Trong lần phỏng vấn trước đó thì Guna đã nói rằng ngày hôm nay sẽ là một tỷ số 3-0 dành cho Hắc Queen Sports. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn vẫn để cho Team Flash lấy được một điểm số từ mình. Anh có lời nào muốn nhắn gửi đến Tuna không khi mà cậu em này có vẻ là lấy hơi sớm? Cậu em mới trở lại thi đấu nên cậu em đang có phong độ rất tốt. Cậu em tự tin 3-0 mà như lời anh Bách đã phỏng vấn. Thì hôm nay team em lỡ vấp cục đá nhỏ nên đã được một điểm. Vậy như là vẫn không có trách nghiệp của mình, bởi vì phong độ của Tuna hiện tại đang rất là cao đúng không ạ? Ngày hôm nay thì các bạn đã có dịp thi đấu với cố nhân, đó là Sierra, một thành viên đã gắn bó rất lâu với Hắc Queen Sports. Ngày hôm nay khi mà đối đầu với Sierra thì Hắc Queen Sports đã mang một tâm thế như thế nào? Như Sierra cũng ở cùng team lâu, bọn em cũng hiểu, nhưng mà Sierra qua DAD bên Flash thì cũng thấy cũng khá tốt, mà chắc lên mới bạn nó chưa hòa nhập được với team Flash. Thế thì anh Shin có lời nào muốn nhắn gửi cũng như là động viên đến thành viên cũ của đội mình không? Chúc Sierra mau hòa nhập với team để được thành tích tốt nhất của team Flash. Vâng ạ, ngày hôm nay đối đầu với team Flash thì đây là một đội tuyển được rất nhiều bạn khán giả cũng như là các tuyển thủ đánh giá là một đội tuyển triển vọng. Sau trận đấu ngày hôm nay với team Flash thì anh nghĩ như thế nào về ý kiến này? Nói về triển vọng thì mình thấy team Flash cũng toàn thành viên cũ. Trước đó chỉ có Sierra gia nhập vô là sáng nhất khi cùng ở HQ đâu, còn thấy Kari rồi Yutan rồi em thấy cũng bình thường hết, cái kiểu không có đặc sắc. Vẫn là đánh giá cao người đồng đội cũ của mình là Sierra. Ở mùa giải trước thì các bạn đã dừng chân ở vị trí top 4 sau Heavy, nhưng mà ngày hôm qua thì các bạn đã có một trận đấu với tỷ số khá cách biệt với đội tuyển này. Sau chiến thắng đó cũng như là chiến thắng ngày hôm nay thì đội mình sẽ đặt mục tiêu như thế nào trong mùa giải lần này? Bọn em đặt mục tiêu mùa giải lần này cố hơn mùa trước, nên anh em rất cố gắng để cải thiện dần dần đạt top 3 mùa giải lần này. Top 3 thôi, còn có cao hơn nữa không ạ? Chưa đạt top 3 nên chưa dám nghĩ cao hơn. Vâng ạ, mục tiêu trước mắt là top 3 thôi. Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn anh Shin về màn phỏng vấn vừa rồi và cũng xin chúc cho Hắc Queen Sports ở mùa giải lần này sẽ có được những trận thi đấu thật là mãn nhãn. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng sữa chua uống tiệt trùng TH True Yogurt, được lên men hoàn toàn từ sữa tươi sạch kết hợp với các hương vị trái cây tự nhiên, đã đồng hành cùng Đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2023. TH True Yogurt, tiếp năng lượng, lập chiến công. Và cũng xin chân thành cảm ơn thương hiệu mì ăn liền Hảo Hảo vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Hảo Hảo, bùng hảo vị, chiến hảo game. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày thi đấu tiếp theo nhé.